Hôm nay Lâm sẽ dẫn mọi người cách cài một cái website trên cả máy tính cá nhân. Thì mọi người đều biết đó, khi mà muốn cài website đó, thì chúng ta cần có một cái hosting, một cái domain và một cái website. Thì để chứa chúng ta có thể hiểu đó là cách, ví dụ như chúng ta muốn xây những cái căn nhà thì cái đó người ta gọi là cái site, cái website của mình. Những cái mảnh đất để chứa cái căn nhà đó người ta gọi là cái nơi chứa cái căn nhà đó gọi là hosting. Còn cái thứ hai, domain là cái địa chỉ cái căn nhà đó. Thì chúng ta cần có những cái yếu tố đó là cái đất để mà chứa cái căn nhà và nguyên liệu để xây cái nhà đó và cái địa chỉ cái căn nhà đó. Thì ở đây Lâm sẽ làm ở trên cái máy tính, hướng dẫn mọi người một người thực hiện đơn giản trước, thì sau đó Lâm sẽ đưa lên thực hiện ở trên cái môi trường thực tế luôn để mọi người có thể dễ dàng thực hiện trước khi chúng ta có thể thử cài đặt trên máy tính, cài những cái phần mềm cần thiết. Ở đây là Lâm đã cài sẵn cái phần mềm là Storm Control này, Control Panel, thì chúng ta có thể cài đặt cái phần mềm này. Sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ có được những cái phần như thế này. Trong phần SAM nó sẽ có những cái phần này, phần này, phần này. Thì Lâm đã có cài cho cơ bản rồi. Thì Lâm sẽ có thể có những cái bài hướng dẫn cài cơ bản cái phần này cho mọi người. Ở đây, đây là những cái website Lâm đã cài sẵn. Và những cái nguyên liệu chúng ta cần có đó là WordPress. Mã nguồn mở WordPress thì chúng ta đẩy vô đây. Chúng ta giải nén Inject to WordPress đó. Rồi chúng ta để lại thành cái tên mà chúng ta muốn đăng nhập vào. Chẳng hạn bây giờ Lâm tạo cái size là Hoàng Lâm đi, cái này đường dẫn là Windows C Sam HTDOS rồi, và Lâm sẽ đánh lên đây, đó là Lâm localhost 2.8.0.0/php admin. Thì Lâm sẽ vào đây, Lâm vào đây thì Lâm sẽ tạo một cái tài khoản người dùng mới. Ở đây Lâm sẽ tạo một cái tài khoản người dùng mới, chẳng hạn như Lâm đặt tên luôn trùng với cái thư mục phía dưới luôn, Hoàng Lâm. Ở đây là cho trùng nội bộ nên chọn là nội bộ là localhost, mật khẩu chẳng hạn như là Hoàng Lâm luôn cho nó dễ. Rồi ngắt vô chọn tích vô tạo cơ sở dữ liệu với cùng tên và cấp mọi đặc quyền thực hiện. Rồi chúng ta có thấy không, nó đã tạo ra tên tài khoản người dùng là Hoàng Lâm localhost. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lõi vô localhost localhost 2x8080, tại Lâm đã đổi cổng rồi. Đánh vô là Hoàng Lâm rồi, ok đánh vô đây. Rồi thì Lâm đã có cái nguyên liệu để xây cái nhà rồi, có nghĩa khung tiền chế rồi, thì chúng ta sẽ chọn vào đó, chọn tiếng Việt. Ok, để cho nó cài. Rồi nó kêu chúng ta tạo tên database. Hồi nãy chúng ta mới tạo cái mặt để đăng nhập vào rồi, chưa tạo database. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo database, tạo tài khoản và mật khẩu database. Chẳng hạn như tên database là Hoàng Lâm luôn, tên người dùng luôn Hoàng Lâm, mật khẩu luôn Hoàng Lâm luôn cho nó dễ, localhost rồi, ok rồi. Rồi bắt đầu cài đặt tên website, ví dụ như website là Hoàng Lâm luôn, tên người dùng là Hoàng Lâm luôn, mật khẩu, rồi mật khẩu này chúng ta nhớ lại, mật khẩu cũng Hoàng Lâm luôn cho nó dễ. Ok, email của bạn thì ăn vô, rồi cài đặt WordPress. Tên người dùng là Hoàng Lâm, mật khẩu đã chọn Hoàng Lâm luôn. Rồi chúng ta sẽ đánh vô Hoàng Lâm,
Thăng Long rồi đăng nhập. Rồi ok. Rồi ok. Đây. Tiên là chúng ta vào đây. Chúng ta sẽ thấy cái giao diện của này là rất là đơn giản, không có cái gì hết. Này là cách đầu tiên mà chúng ta cài đặt cái để mà có cái giao diện cơ bản đầu tiên. Ok, đây là cái giao diện cơ bản của cái trình quản lý của WordPress. Rồi, hẹn gặp lại ở cái bài tiếp theo.